Cũng trong ngày hôm qua, ngày 19 tháng 8, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an quận Ô Môn đang điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ để tiến hành xử lý đối tượng Phạm Minh Nhật Trung về tội chống người thi hành công vụ. Qua quá trình điều tra ban đầu, Trung khai nhận việc dùng hung khí chém bị thương và hai người đó là Trọng và Tính do bực tức việc hai bảo vệ dân phố không cho vợ mình qua chốt đi ra ngoài và không cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí trên để vợ chồng ông Trung tự do đi lại đối tượng trung từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội cướp giật tài sản một tiền sự về hành vi gây dối trật tự công cộng